Và như các bạn cũng đã biết thì trong tập trước, mình và Sammy đã đến chăm một cái em bé ở trong cái tựa game Baby in Yellow này các bạn ạ. Đấy, mấy bạn đã xem phần 1 chưa? Bạn nào xem phần 1 chưa? Ông nào xem rồi comment xuống bên dưới tôi biết nha. Đấy, thì trong phần 1 Sammy nhớ là chúng ta đã gặp em bé như thế nào không Sam? Em bé hóa thành quỷ rất là đáng sợ luôn. Đúng vậy, cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp coi là chuyện gì đã xảy ra nha các bạn nha. Rồi, đúng hiện rồi. Tại bây giờ thì chúng ta đang đóng vai hình như là một người bảo mẫu mới các bạn ạ. Ok, rồi, mở cửa nè, đi vào bên trong nè. Đấy. Nhìn ngôi hiện nhà đáng sợ giờ, hiện tại bây giờ thì ngôi nhà đang được trang trí theo cái phong cách Halloween mấy bạn ạ. Đấy, và ở xung quanh tôi thấy là hình như nhà nó bị cũ đi đúng không Sam? Nè, tường đúng nó bị cũ đây nè. Khoan, kiểu như bị bỏ hoang mấy năm. Sam, bình tĩnh, bình tĩnh, im im. What, ai nói vậy? Sam ơi, mà có nghe cái tiếng gì không? Có ai thì thầm với ta nhưng mà nghe không hiểu hết trơn. Đúng rồi, hình như tôi nghe có tiếng ai đó thì thầm thì phải á. Ở đâu ta? Từ cái gì ta? Đừng lên lầu hả? Ở đây nó kêu mình là đừng lên lầu nè Sam, mình có nên lên lầu không? Thôi nên đi, tại bây giờ mình chăm em bé mà không lên lầu sao chăm được. Ờ đúng đúng đúng. Đúng. Đây, từ từ. Ôi. Đây là phòng của em bé đúng không? Ồ. Wow. Wow. Cái gì đây? Đi theo thỏ trắng hả? Ok, bây giờ ui đây con thỏ nè. Bây giờ là mình phải đi theo con thỏ nè. Ơi Sam, bà mới thấy gì không vậy? Em bé ngồi trên cái ngai vàng làm vua rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Bây giờ giống kiểu nó biết hành vua của quỷ ấy bạn ơi. Đây từ từ. Bây giờ là nó đang kêu mình là phải đi theo con thỏ. Con thỏ chỉ vô cái thang máy nè. Ok, vậy là mình phải mở thang máy hả? Ôi, em tôi sợ quá, đi vô thang máy là gặp cái gì kinh dị lắm luôn á, trong phim nó vậy đó. Ờ. Nè, mở cửa thang máy con gì nhá nhào đó hùng nha. Ủa, phải không? Không phải. Ủa? Ở chỗ này có con thỏ đang ngồi nè. Con thỏ cú bông. Nó muốn rời đi. Ủa, rời đi là đi đâu? Không biết. Thôi, theo như mà tôi ra xem á thì tôi đoán rằng là bảo mẫu của cái phần 1 á bạn là đã bị cái em bé quỷ này gọi là bắt rồi. Bắt cóc rồi. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ đóng vai là bảo mẫu 2 nè. Ok. Để xem coi tôi sẽ gặp chuyện gì đây. Bây giờ mình không cẩn thận mình sẽ bị bắt cóc y chang người đầu tiên á. Ok. Hiện tại bây giờ chúng ta đang có mặt ở trong thang máy. Và thang máy bây giờ đang nổ. Cái gì vậy? Tôi mới đi thang máy mà. Ui ui ui, cái gì vậy? Cái gì rung rung vậy? Oh my god. Trời ơi. Ghê vậy. Đó, mấy bạn thấy không? Ở đây có bạn nào giống mình không? Mình luôn có một cái nỗi sợ á là khi đi thang máy mình sợ thang máy bị sập mấy bạn ạ. À. Ở đây có ông nào sợ đi thang máy giống tôi không? Kiểu cảm giác như là nó sắp sập á, sợ muốn chết luôn á. Cửa cái chỗ này nhìn sạch hơn nha, cái chỗ này nhìn sạch hơn nha. Trên kia nó dơ dơ chứ này sạch sạch. Trên cái tầng 24 kia thì nó hơi cũ cũ, còn cái tầng này thấy được nè. À đây đây, mở cửa này ra đúng không? Rồi, ui, gì vô? Ôi. Gì vậy? Ui, em bé nè. Ủa, cái cửa này bị khóa rồi. Cần chìa khóa. Là bây giờ mình phải tìm cái chìa khóa hình cái mặt trăng mà hình như nãy em bé đang cầm đúng không? À đây đây, em bé nó cầm nè. Ờ đây đây. Ôi như bà, sao tôi nhìn tôi nhìn cái khuôn mặt của em bé tôi thấy hơi sợ sao ơi. Trời ơi. Ủa? Đâu biến mất tiêu rồi? Ủa em bé hay cái gì mà đâu, cái này phải em bé sao? Cái này là em bé quỷ đúng không? Đây, ủa gì đây? Mình phải bắt lấy em bé hả? Ok, bắt em bé nè. Ủa sao không được? Bắt em bé. Ủa sao không được? Ủa nó ở đâu rồi? Ủa, à đây nó ngồi ở đây. Trời ơi. Sao nó đi nhanh vậy? À em ơi. Rồi xong luôn, nó không chịu đưa tôi cái chìa khóa luôn rồi Sam ơi. Giờ sao Sam? Cái gì? Giờ không biết bây giờ làm okay, sao là vụ đó kìa. Để tôi xem coi ở đây có gì không. À có cái tủ lạnh. Đây, hay là mình lấy bình sữa mình đưa cho nó ta. Ủa, trong đây không có bình sữa, có miếng dưa hấu à. Em bé ơi. Bây giờ anh đưa cho em miếng dưa hấu nè, em đưa cho anh chìa khóa được không? Hả nè. Ủa. Rồi, nó xong. Không thích, nó không thích dưa hấu đâu. Từ từ, bây giờ mình cứ đi vòng vòng đi, mình xem thử coi. Bây giờ mình cần phải điều tra căn phòng nữa ta. Từ từ, ở đây có gì đây? Nhạc piano hả? Ui. À, đúng rồi, hình như là mình phải nhặt cái này để mình bỏ vô đây nè. Ráp vô. Mình cần 3 tờ hả? Từ từ, tờ này phải không? Ơ đúng nè. Đây. À là mình đánh nhạc cho nó đúng không? Đánh nhạc cho nó nghe đúng không? Nó đưa mình. Hình như là mình phải đánh nhạc cho nó nghe xong nó mới đưa cho mình hay sao á. Từ từ. Còn một tờ ở đâu? À đây đây, còn tờ ở đây. À ok, lắp vô. Rồi. Rồi. Chơi đánh nhạc rồi. Đánh nhạc. Nè Sam nghe không đánh nhạc này nha. Ủa. Ôi, nó tới liền kìa. Nó tới liền luôn kìa. Sao cái nhạc nó kinh dị quá vậy? Ui. Ui. Gì? Ủa sao em bé tự nhiên nó bị giật một cái xong văng ra ngoài luôn bạn ơi. Sao vậy? Từ từ, em ơi đưa anh chìa khóa nha. Ủa nó không đưa luôn. Từ từ. Có phải nút bấm không hả? Nút bấm á? Ủa cái này hả? Nút kìa. Ủa. Hầm bí mật. Hầm bí mật mấy thằng ơi. What? Oh my god, ở đây còn có cái hầm bí mật nữa hả? Từ từ, cái này là hầm bí mật của em bé hả? Từ từ để mình đi coi mình phải làm gì. Không biết. Ui, tôi thấy nhạc kinh dị, tôi thấy nhạc kinh dị bắt đầu nổi lên rồi nha. Ủa là cái hiệu kia kìa, cái hiệu kỳ lạ lắm luôn á. Cái này là gì đây? Nhạc lấy ghi âm lời ru của nhà vua. Ok, lấy cái này đúng không?
À hình như là mình phải lấy cái thẻ nhạc, mình phải lấy cái đĩa nhạc này, mình bỏ vô xong mình mở nhạc lên cho em bé nó nghe. Đó xong nó xong nó sẽ đưa cho mình chìa khóa hay sao á. Khóa đi ngủ á. Okay. Mình ru ngủ nó. Đây nè. Bỏ vào đây đúng không? Rồi, bật lên. Rồi. Ui, nó cười kìa. Đó. Ui. Nó đang quẩy kìa. Ok, bây giờ mình lấy được chìa khóa nè. Đây, cho anh mượn chìa khóa nha em. Tại sao mình lấy chìa khóa xong nhìn cái mặt nó buồn vậy? Thôi, okay. Tôi sợ quá, tôi thấy buồn vì đứa trẻ tôi nữa, tôi là nó không còn ngây thơ như tôi nghĩ rồi, nó ghê gớm rồi. Tôi thì tôi nghĩ khác nha, tôi nghĩ là em bé này là nó bị một con quỷ rồi là nhập vào thôi, chứ nó không có gọi là đáng sợ gì đâu. Từ, bấm thang máy hả? Không phải. À, con thỏ nè, đi qua đây đúng không? Cứ nhìn thấy con thỏ là mình đi. Ok, rồi sau đó đi qua đây, đừng có gì đó nhào ra hù tôi nha. Cửa này mở được rồi. Không sao, tôi nghĩ là an toàn rồi đó, ngang chỗ này thấy an toàn rồi. Đây, đâu đây? Ủa? Cửa đóng lại ơi. Rồi xong khóa luôn rồi. Rồi xong rồi, thì nhốt xong luôn. Cái gì đây? Vô đây chị. Hiện tại bây giờ đang bị cấp điện rồi. Hãy khôi phục nguồn thang máy và kiểm tra hộp cầu chì hả? Ok, kiểm tra hộp cầu chì đúng không? Đây. Ok, là mình phải mở cái này ra hả? Đây hộp cầu chì nè. Mình cần phải lắp vô đây một viên pin. Ok, pin hả? Pin màu hồng này ở đâu ta? Pin màu hồng và pin màu xanh. À đây, pin màu xanh nè. Đây, pin màu xanh đây rồi. Lắp vô. Ok, rồi. Còn pin màu hồng ở đâu? À ở trong tủ. À đây, đó, pin màu hồng lắp vô. Yeah, xong. Ủa, sao không được? Ủa? Ê, nó trẻ. Trời ơi, nó còn lấy luôn cái pin của tôi luôn mấy ba ơi. Ok, trả đây. Ủa rồi, nó mất tiêu rồi. Nó phá rồi. Trời ơi, phá nữa chứ, em bé này thiệt. Lì dễ sợ. Để nó ở đây đi. Gì vậy? Trời ơi, okay. Ok, lắp lại lắp vô nè. Rồi. Ủa, sao mất cục pin nữa rồi? Ủa, kìa, hình như em bé này nó không cho mình lấy. Đâu, giờ sao ta, từ khó quá ta, từ thử coi. Khó quá ta, được không? Ủa, cũng không được luôn. Ủa, bây giờ ông quay có cái nhiệm vụ làm gì, là nhiệm vụ gì vậy? Ngăn em bé trộm cầu chì, à là không cho em bé này trộm nữa. Ngăn sao? Ủa, nhưng mà ngăn sao đây ta? Cái này, ủa, có mật khẩu nè. À, vậy là bây giờ mình sẽ phải tìm mật khẩu để mình đi vô kia đúng không? Mật khẩu ở đâu ta? Ờ, để xem coi đi tủ có không? Tủ có không? Tủ không có nè. Chắc tôi nghĩ là... Ủa? Vậy sao mà sao nhìn cái này, nhìn giống như là cái con mắt nó đang nhìn mình vậy sao? Ờ, tôi hết hồn, tôi tưởng con mắt á, cái điện mắt thôi. Sợ thật sự. À đây, tôi thấy rồi nè, Đây. Ủa gì vậy? Số 43. 43 gì ta, nó bị xóa mất tiêu 43. Rồi. 43 à. 2001 sinh nhật tôi. Cái gì 43 2001? Tào lao. Đúng rồi, ngày 4 tháng 3 2001 sinh nhật tôi. Để tôi xem coi, 43 đúng không? Thì bây giờ mình có số 4 nè, với lại là số 3 nè. Rồi sao nữa ta? 21 sinh nhật tôi. À 21 hả? Ờ coi thử 21 coi được không nha. Không được. Không được. Tôi tưởng sinh nhật tôi, tưởng cái game nó bỏ sinh nhật tôi vô, ai biết đâu. Tào lao, 43 gì nữa ta? Hai số cuối nữa, chúng ta cần hai số cuối nữa. À, đây rồi, số 17. À, 4317. À, ok, tìm được số rồi nè. Đây, 43 nè, 1 nè, 7, ok. Rồi. Rồi, mở cửa này ra. Ủa là sao? Ủa là mình chở em bé xuống. Là đừng nói là quăng em bé xuống đây nha. Ủa? Đúng rồi đó, cũng vừa lắm. Tôi nghĩ ok, đây. Đóng lại. Nên rồi, vậy? Em ở dưới đó nha em. Ok, bây giờ em là mình... lì quá, không ai cứu được em hiểu không? Không ai trị được em hết. Ok, đây, lắp vô nè. Rồi, xong. Đã hoạt động. Giờ mở cửa được. Ui. Cái gì? Ui. Rồi sao? Ông chọi em bé xuống, giờ nó phạt ông kìa. Trời, bây giờ sao? Em giờ đi qua nó ăn thịt mình vậy? Ui, biết. Hết hồn. Ui, nó biến mất rồi. Ui. Thôi. Trời ơi, bây giờ mình phải làm gì nữa đây? Ui, cửa bị khóa rồi. Trời ơi. Ai chà, vậy là cần em bé hai cái gì, ông thấy không? Cần hai cái chìa khóa. Hả? Ôi. Hai chìa khóa lần á. Chìa khóa mặt trăng và chìa khóa tam giác. Kỳ à. Trời ơi, nhiều chìa khóa vậy. Bây giờ sao? Cửa này bị khóa rồi nè. Cái này có gì không? Cái này mở không được. Ở đây có cái cửa mở nè. Ủa, vậy là bây giờ mình đi. Bây giờ là mình phải đi, mình phải đi theo em bé nè. Trời. Trời ơi. nó bắt tường người ngang vậy hả? Ui, đây. Thang máy. Thang máy mở được. Nhanh lên. Ui. No. Ôi. À. Ôi. À. Ui. Thang máy. À. Ngủ ngon. Ủa, ngon chưa? Ngủ ngon không? Ủa. Trời. À, vậy là bây giờ mình phải chạy. Mình phải chạy. Cửa kìa. Mình phải chạy. À, ông chạy đi, bây giờ mình phải chạy luôn, ok rồi, hiểu, làm lại, ok, là, vậy đấy, rồi đuổi đi, chạy nè, ok, chạy, chạy qua đây, chạy qua đây, ui, bị khóa rồi, mở cửa, ai,
sĩ bà. Ôi, giờ sao vậy? Cái cửa đó bị khóa rồi. Phải nhanh hơn. Ôi, cửa này bị khóa nè. Thì là cửa này mở được đúng không? Ủa, không có cửa nào mở được hết. À đây, chìa khóa đây. Chị nhanh lên, nhanh lên. Ủa gì nữa? Chìa khóa xuống đất này. Xuống đất này. Chìa khóa tạm biến. Tạm biến đâu. Tạm biến. Ở đây đi. Mở nhanh. Nhanh lên. Nhanh lên. Bấm nhanh đi. Trời ơi, nó còn bá tường nó nhìn nó kìa. Trời ơi, cái đoạn đó tôi phải tìm chìa khóa với ba ơi, tôi giật mình luôn á. Cái gì đây, đừng để tôi một mình ở đây mãi, trời ơi, nó còn bắt mình ở lại với nó luôn hả, sợ vậy? Đau tim quá. Thôi, may thiệt sự luôn á, may mình chọn đúng chìa khóa bạn, không thôi là xong rồi đó. Ủa, rồi sao? Sao vẫn là em bé vậy? Tụi mình không thoát khỏi kiếp cho em bé không, hiểu không? Chúng ta không thể nào thoát khỏi em bé này được các bạn ạ. À. Ok, thôi không sao. Để lên xem coi. Này là em bé nó vẫn đang vui nè. Nó đang cười nè. Nó còn con dễ thương. Tắt nhạc thì sao? Ờ, tắt nhạc nó hết nhảy. Bật nhạc lên thì nó lại nhảy. Ê, Dũng Phong à. Ok, không sao. Lấy bình sữa từ tủ lạnh đúng không? Rồi, ok. Lấy bình sữa từ tủ lạnh. Ủa? Sao nó có chìa khóa đây nè? Ôi, tôi sợ chìa khóa lắm rồi đó. Tủ lạnh, lấy bình sữa từ tủ lạnh đúng không? Ủa, khoan từ. Tôi nhớ bên này mới là nhà vệ sinh, còn bên kia. Ủa, gì kỳ vậy? Nó cháo rồi. Nó đổi ngược lại hả? Ok, lấy bình sữa nè. Đây là cái phòng mới không, hiểu không? Ok, thay đồ cho em bé, đưa em bé đến chỗ thay tã. Ok rồi. Lần này thay đồ có nhạc nào, như Dương ơi. Có khi nào là cái này là cái phòng mới không ta? Ừ. Ok, lấy cái tã nè. Nó biến mất nè. Tôi biết mà. Rồi, nó ra đây rồi. Rồi, ok. Sau đó là Cái gì vậy? Tôi nghe ai mở cửa đúng không? Ừ, hình như tôi mới nghe ai mở cửa đúng không? Ê, ông hiểu không? Tôi vừa qua tôi kiểm tra cái cửa tôi có bị mở. Hình như tôi đang kiểu sao tôi sợ quá ta. Từ từ. Tôi tưởng cửa nhà tôi bị mở luôn, cửa ngoài đời. Lấy bình sữa cho em bé ăn. Sao ăn hoài vậy? Ok. Ăn mập riết mập như anh Phong Cận, đừng ăn nhiều con ơi. Ủa gì kỳ vậy? Rồi, chuyện gì xảy ra? Ok, không có chuyện gì xảy ra hết. Sao? Ok, nó lấy tiếp nè. Ủa sao nó ị tiếp rồi? Gì nhiều vậy? Nó ị rồi đó. Nó ăn xong rồi nó ị với bạn ơi. Ok rồi, để em bé ở đây. Rồi xong nó biến mất nữa nha. Biết ngay mà. Biết mà. Ủa rồi nó lại ngồi ngoài đây. Ủa? Ủa? Lại tiếp tục là lấy bình sữa từ tủ lạnh hoài vậy? Rồi. Khoan từ. Tôi nghi là nó đang lừa mình hay sao á. Từ, bây giờ tôi sẽ mở cửa, tôi đi ra ngoài thử nha. Tôi nghi là phải mở cửa. Được không? Không được. Tôi mới tháo tai nghe cho tôi đỡ bị hù. Rồi. Tôi còn thèm tháo nè. Sao lại tiếp tục cho em bé em ăn tiếp? Tắt nhạc thử đi không? Ông tắt nhạc thử. Ok, tôi tắt nhạc thử nha. Rồi, ngồi im nha con. Đây, lấy bình sữa nè. Rồi đó, uống đi. Rồi, lại tiếp tục đem đi thay tã. Rồi, xong đi đây. Rồi, ngồi đây đi. Xong rồi lại cho nó ăn tiếp. Ủa gì kì vậy? Ê, từ từ. Ông nghe kêu. Nó bị ngược lại thời gian không? Từ từ. Ủa, đúng rồi. Hình như nó bị tua ngược lại. Nó bị tua ngược lại thời gian. Vậy là mình phải làm gì đó để ngừng thời gian lại. Ông thử lấy cái chìa khóa nó có ở trên đây. Ủa, có con thỏ nè. Tôi biết ngay mà. Đây cái gì đây? Chúng ta cần phải có chìa khóa hình trái tim. Ok. Cái chỗ này nó đang bị gọi là luôn luôn cái dòng thời gian luôn bị chạy luôn vậy luôn, không hiểu không? Ờ, vậy có nghĩa là đang bị lặp lại đúng không? Đúng rồi, lặp lại liên tục luôn đó. Mình đang bị lặp thời gian đúng không? Ok. Vậy là cái khoảng thời gian nó không có thật, hiểu không? Ừ, hết hồn tưởng rắn chứ. Giờ mình làm gì tiếp? Mở cửa đi. Cái gì nó gì trời. Cửa đóng, sau đó chuông reo lên cái. Chúc mừng sinh nhật. Từ nãy giờ tôi thấy cái căn nhà này nó hơi bất ổn mà sao mà. Lấy em bé. Ê, sao cái cửa, cái đường đi nó cảm giác nó lạ vậy? Hãy đưa em bé lên giường ngủ. Ủa, cửa bị khóa hết trơn rồi sao đưa lên giường ngủ? Thì tôi nghĩ cuối con đường là giường ngủ đó. Cửa bị khóa luôn rồi nè. Cuối con đường là có cái giường đó, tôi nghi cái chỗ này lắm. À, ok. Ê, bé nó nhóc này nhìn sợ quá à, từ từ. Nó có nhìn mình chằm chằm luôn á sao? Đứng nhìn con ơi, thấy ghê lắm. Ok đây, ủa cửa này bị khóa luôn rồi. Hay là cửa này? À. Gì mà ông cầm đứa bé ông ngủ ông chặn. Mày cầm bình thường. Quăng lên nè, chụp lại nè, quăng lên lại, chụp lại nè, quăng nè, chụp lại nè. Tôi lo quá à. Tôi biết tương lai thì sao nữa. À đây, phòng ngủ đây nè. Tôi bắt đầu sợ nó đó. Trời ơi, cái phòng ngủ gì nhìn nó dễ thương quá ha. Nhìn nó không được yên tâm lắm. Nó lại cười kìa. Khoan, tự hình như mình khóa cửa này được. Rồi, bye bye con nha con. Thôi. Thôi khổ ông nội, tự cái cửa đóng nhanh quá. Ủa. Rồi, sao lặp lại tiếp nữa? Lại tiếp tục là vòng lặp thời gian rồi nè.
Bây giờ mình phải tìm cái chỗ nào khác đi đúng không? Rồi ôi, xong mẹ. Có nghĩa là chúng ta đang bị lọt vào trong cái vòng lặp thời gian rồi. Từ từ. Rồi cái cửa nó không bị khóa đây ta. À đây cái cửa này. Đây hay mình lấy em bé mình chọi vô cái này cho nó mở cửa ta. Đập em bé vô này đúng không? Không. Ủa này có cột cửa nào ta? Rồi mình cứ bị lặp vậy là mình phải bắt buộc mình đang bị trong vòng lặp và mình phải tìm cách để thoát khỏi vòng lặp mấy bạn ơi. Đúng rồi, mình phải tìm cách để mình thoát khỏi cái vòng lặp thời gian này. Là mình không được làm theo ý nó, mình phải làm ngược trái với ý nó mấy bạn ơi, mình phải tìm cái đường nào đi. Từ từ để coi bên rồi. Này có đường đi không? Bên này bị khóa nè. Bên này cũng bị khóa nè. Cửa bên này cũng bị khóa. Cửa bên này cũng bị khóa luôn, chỉ có cửa này mới được thôi. Bây giờ mình qua bên đây mình lại tiếp tục bị vòng lặp thời gian nữa đúng không Sam? Đúng rồi, vậy là mình đừng cho nó ngủ. Từ từ, để tôi thử đi ra ngoài mấy cửa bên ngoài đây xem sao. Mấy cái cửa bên ngoài này vẫn không mở các bạn ơi. Ủa, vậy là sao ta? Vậy có nghĩa là chỉ có đúng một cái cửa đằng sau kia là mở thôi. Nhưng ủa, mà giờ là làm sao? Mình phải đi qua bên đây thì mình lại tiếp tục bị vòng lặp thời gian. Tôi nghĩ phải tìm hình con thỏ á. Con... Gì đây? Con thỏ. Đã xem, đã biết, đã sống. Ủa là sao? Đừng. Ủa, bây giờ nó có chữ đừng kìa Sam. Là đừng có bơ, đừng ôm nó. Đúng không? Có nghĩa là mình đừng có bới nó hả? Ông thử đi mà không bị nó đi. Bây giờ thử mình đi. mình nên bới nó hay là mình không nên bới nó ta? Bây giờ thử đi. Ok rồi mình sẽ thử không bới nó mình... nha bạn. Ờ đúng rồi lúc mà mình à! Cái gì vậy? Ủa? Sao mới thấy nó mới vừa văng ra ngoài không? Nó vừa đánh rắm bay ra ngoài này nè. Cãi luôn. Ui, kệ đó. Kệ đó, kệ đó. Cãi đó đi luôn. Kệ đó. Không làm gì nó luôn. Đó, nó lại ra tiếp rồi thấy không? Là bây giờ mình phải làm cháy nó luôn. Đúng rồi. Mình không nghe lời nó nữa. Đúng rồi. Mình không cho nó đi ngủ nữa. Đúng rồi. Trời ơi, nó bắn trước mặt mình luôn rồi. Cái con này nó đánh rắm, nó văng ra lửa luôn. Đó. Cái gì nó dựng xiếc hả? Cậy nó luôn, cậy đi luôn. Đừng làm vậy trơn. Khoan từ. Đi nào. Có khi nào lừa mình không? Đi. Tin tôi. Ok rồi, tin Sam nha. Ủa? Sao bây giờ cái là cái tivi? Ui! À! Ủa? Là mình không nhìn vô tivi luôn đúng không? Đúng rồi, đừng nhìn okay, tivi. Ok, mình không nhìn vô tivi luôn. Ui! Đừng nhìn vô tivi, đừng. Mình không nhìn vô tivi, không nhìn vô tivi. Ngước lên đầu, ngước lên trời. Sao nhiều tivi quá vậy? Ui! Ui! À! Sao ở đâu cũng có tivi vậy? Sao chỗ nào cũng có tivi hết vậy? Gì đó. Ui! Ui! Mình không nhìn vô tivi. Tôi không nhìn tivi. Tôi nhìn lên trời vẫn có tivi. Tôi nhìn qua bên đây lại. Tôi không nhìn vô tivi nữa. Thôi. Tôi không nhìn vô tivi. Tôi không biết gì hết. Tôi không nhìn vào tivi. Ôi ghê quá. Cửa bên này. Cái gì vậy? Ui. Tôi nghe tiếng em bé nó cười. Nó khóc. Tôi sẽ không nhìn vô tivi. Rồi. Ui, nhiều tivi quá vậy. Ủa, em bé nó biết hành tivi luôn. Ủa? Em bé nó biết hành tivi luôn mấy bạn ơi. Em bé tivi. Rồi, ok. Mình không nhìn vô tivi, không nhìn nó luôn. Nó là cái tivi. Nó là cái tivi, không nhìn nó. Okay. Rồi, tiếp. Xem tivi thất bại. Ui, nó nổi giận rồi kìa. Oh my god, là hồi chiều mình không làm theo hoàn thành, là mình chống lại nó bạn ơi. À, là nãy giờ mình chống lại nó cho nên nó đang tức giận nè. Đặt đúng em rồi. Bé lên giường một lần nữa. Bây giờ chúng ta nên đặt nó lên giường hay là chúng ta không nên đặt nó lên giường sao? Tôi nghĩ là không nên. Không nên hả? Tại vì mình đang chống lại nó mà. Đúng. Mình không nên nghe lời nó nữa. Không nghe lời nó nữa. Mình đang muốn chống nó nữa. Đúng. Bây Sam giờ đúng. Nó không đi theo mình luôn kìa. Đúng. Sam nói đúng. Ủa? Nhưng mà mình đi hoài mà không tới cuối được. À đây. Được. Tính tôi. Đừng nghe lời nó nữa, bây giờ mình phải chống đối nó đi. Sao đây y cung mắt nó hả? Ui tôi nghe có tiếng thì thầm bên lỗ tai tôi hoài luôn á Sam. Lại là nó kìa Sam ơi. Cái con này là con gì vậy? Con này là con cá đuối hả? Con này là con gì vậy? Khoan từ. Vậy là mình có nên đi đường này tiếp không? Có mùi đường đó hả? Ủa? Rồi xong rồi, cái này là cái... Bên này là thành một cái mê cung luôn rồi. Không, nó vẫn vậy á, nó có cái cột ngăn con. Rồi mình đi tới chỗ đó thôi. Vậy là bây giờ mình phải lại gần nó luôn hả? Cửa bị khóa rồi. Ui. Ui.
Vậy là quyết định vừa rồi là quyết định sáng suốt á Sam. Ui, bây giờ cái căn phòng nó biến thành cái gì luôn rồi. Oh my god. Ua! Cúi xuống, sừng cong kêu hãnh, tiếng kêu thảm thiết ghê rợn, mù quáng lao vào. Ồ, cái gì mà nghe có vẻ kinh dị đó. Ủa? What? Ủa? Ủa? Vậy là không được nhét đứa bé nó vô hả? Có nghĩa là mình không nên cho nó lên trên giường nữa đúng không? Uh-huh. Ok, bây giờ lần này là tôi sẽ không bỏ lên giường luôn, tôi đi nhanh luôn. Rồi, bây giờ là tôi sẽ không gọi là bế lên trên giường nữa, tôi để nó nằm đây luôn. Ở đây đi. Không có bế cái gì đó. Ở đây đi. Tôi lên luôn. Tôi vô cái giường tôi nằm lên giường tôi ngủ luôn. Ủa gì vậy? Ủa khoan từ, còn đường nào đi không? Đây, có đường đi nè, thấy không? Trời ơi, chưa, tôi bảo. Ủa? Rồi. Nhưng mà mình phải nhảy xuống đây hả? Nó không có đẩy luôn á. Ủa sao nó không có đường đi vậy? À, quăng đứa bé xuống hả? Ủa, à, đúng rồi. Sao nó đúng, sao nó đúng. Hay là mình sẽ phải chọi cái em bé ác quỷ này xuống dưới ta? Đúng rồi, tôi nghĩ là nên cho nó ở cái giường nó sẽ giúp nó thành quỷ. Còn bây giờ mình chọi xuống dưới kia là chắc không nó không thành quỷ đâu, nó thành người lại. Ok, ok, thử nha. Hây. Oh! Có đường gì nhà ơi? Sợ hả? Em tính là đứa trẻ này cũng tội ha. Tự nhiên bị quỷ ám vào người. Đúng rồi, em bé này bị quỷ ám vào người mà. Ủa? Đấy cũng thường ghê. Giờ lại tiếp tục là cái hầm bí mật. Ủa, exit. Lối thoát. Vậy bây giờ mình phải chạy đúng không? Rồi. Bây giờ là rút kinh nghiệm nè. Hồi nãy là tôi chưa rút kinh nghiệm, tôi chưa chạy kịp thôi. Bây giờ tôi rút kinh nghiệm rồi. Ok. Rồi. Bây giờ mình đi đến đây là có con kia sẽ xuất hiện đúng không? Rồi. Đó rồi, bây giờ mình chạy nè. Chạy. Chạy đi. Hai đường. Đi đường bên này. Đường này rồi. Ôi, đi đường nào? Đi đường. Ủa, vậy là đi đường đó không, đường đó là không đúng hả? Đúng rồi, cái này nó nhanh hơn con kia lận. Làm lại nè. Lần này hồi nãy tôi chạy qua bên phải đúng không? Bây giờ tôi sẽ chạy qua bên trái. Ok, làm lại nè. Ui, chạy. Ok, hồi nãy chạy bên phải đúng không? Bây giờ nghe lời nó chạy bên trái coi. Ui, chạy bên trái coi. Không được đó, cái chỗ đó là không được mà. Mở cửa. Đây, chui đây. Chui xuống đây. Ủa, cái gì đây? Ủa nhanh rồi. Lại là em bé. Ủa cái gì đây? Nhắc xe lửa. Hơi, hồi nãy hình như ở trong nhà của nó là có cái xe lửa đúng không? Ừ đúng rồi. Mình sẽ lấy theo cái xe lửa để coi có chuyện gì xảy ra. Ok. Mở cửa nè. Ê, dưới đất hình như nó có chữ di chuyển nha Phạm ơi. Ê. Chạy. Cái con đó. Ôi. Trời ơi. Cái con đó nó nhanh quá, không kịp chạy các bạn ơi. Bực thế à. Đồn líp hả? Không được. Đừng rời ra. Khỏi đây. Okay. Đừng rời khỏi đây. Bây giờ là hồi nãy là con kia nó nhào ra đúng đấy, không? Sau rẽ qua đó, đúng rồi, chạy qua, rồi, chạy qua luôn. Quẹo qua luôn, rồi chạy luôn Phong ơi, chạy luôn Phong ơi, chạy đi Phong ơi. Chạy. Ủa? À con thỏ. Có. Ê, mở cửa. Ui, mình làm rớt cái xe ơi. Thôi chạy đâu đi. Ui. Cái gì mà em bé đi. Chạy qua đây. Chạy qua đây. Ủa sao em bé nó biến thành siêu to khổng lồ rồi. Ui xe. Ui. Ok. Ui, bình sữa. Trời ơi, cái gì mà chặn đường nhiều vậy? Ui. Ủa. Thiên đường. Chạy đi thỏ con. Không riêng mỗi người sẽ còn hơn nữa. Vì không riêng mỗi người sẽ còn hơn nữa hả? Ồ. Nó đang hăm dọa mình đó Sam. Nó đang nói là còn nhiều sự kinh dị hơn nữa. Mà đừng tưởng chỗ này là ngang này thôi không? Còn kinh dị hơn nữa, ta còn kinh khủng hơn. Vẫn còn điều kinh dị hơn nữa sao? Trời ơi, rồi. Ồ, phần tiếp theo. Yeah. Oh my God. Ok phần bạn ơi. Tiếp theo. Vậy là coi như tôi với Sammy đã cùng nhau vượt qua được thêm chapter 2 của nó rồi bạn ạ. À. Và bây giờ chúng ta đúng còn rồi. Chapter 3 nữa nha bạn nha. Đúng và rồi. Chapter 3 này sẽ dành cho tập 3. Và nếu như bạn nào muốn mình làm tiếp tục và phá đảo luôn chapter 3 để phá đảo luôn con game này. Lại. Đừng quên hãy nhấn nút like cái video này. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho tôi và đăng ký cho Sammy nữa nha. Còn bây giờ thì đúng rồi. Bye bye. Và hẹn gặp lại các bạn ở Baby in Yellow. Tiếp em theo. Tôi sợ quá lần. Cái lần sau nó bảo là nó kinh dị hơn. Giờ tôi sợ quá không biết là làm được không nữa. Ghê quá. Bà có muốn biết nó kinh dị hơn không? Bà nhìn đi. Bà thấy gì không? Bà thấy cái màu nó u tối không? Trời ơi nhìn. Oh my god. Tôi muốn xem ở đâu. Ghê quá. Để phần 3 đi các bạn ơi. Ok. Tập 3 nha bạn. Còn bây giờ thì bye bye.